Chào quý vị và các bạn, hôm nay tôi lại có dịp đi qua thành phố Bắc Ninh có chút việc và sẽ quay cho các bạn xem về cái thành phố Bắc Ninh, một trong thành phố trẻ và có rất nhiều đổi mới, thay đổi từng ngày. Mời các bạn theo tôi. Đây là mình đang ở quốc lộ 1A theo hướng Bắc Giang Bắc Ninh, hướng vào thành phố Bắc Ninh nhé. Khu mình sẽ vào khu Đại Phúc này, và sẽ đi qua khu ngã 6 Lý Thường Kiệt, khu Đồng Hồ. Mời các bạn theo dõi cái lịch trình của mình. Thì đây là mình đang ở trên đường cao tốc quốc lộ 1A rẽ vào thành phố Bắc Ninh, đoạn cầu 18, quốc lộ 18 đầu bên thành phố Bắc Ninh là khu Đại Phúc các bạn nhé. Hôm nay Bắc Ninh đón tôi bằng một ngày trời mưa. Ở miền Bắc hiện tại thì đang ảnh hưởng của cái cơn bão nên là thời tiết nó cũng không được đẹp lắm, đẹp cho lắm, bởi vì là nó có mây và lất phất có mưa. Tuy nhiên cũng không ảnh hưởng nhiều đến giao thông cũng như là khu vực Bắc Ninh nói chung. Đây, rẽ tay trái là các bạn đi theo hướng quốc lộ 18 đi Quảng Ninh Hải Phòng nhé, còn mình rẽ vào thành phố ấy, để trái rẽ phải. Ở ngay cái đoạn này đã là khu đông dân cư rồi. Đấy, có biển cổng chào, có biển đông dân cư các bạn. Bắc Ninh rồi, cổng chào Bắc Ninh đây rồi các bạn. Mình sẽ cố gắng đi chậm để cho các bạn ngắm cảnh cách rõ nét nhất. Đầu thành phố là bên tay trái là cái tòa nhà Viettel màu xanh, còn đây có một số các cái cơ quan, tâm tòa bỏ bóng truyền này, một số cái nhà hàng này. Đường khá là rộng, hai bên này được trồng những cái dạng dừa. Đây thì gọi là khu Đại Phúc, đường Trần Hưng Đạo các bạn ạ. Bắc Ninh là một cái thành phố sư thoại, phải nói là rất là nhỏ nhưng mà cái tốc độ phát triển cũng như là tốc độ xây dựng rất nhanh và lớn, bởi vì nơi đây tập trung khá nhiều cái công ty Hàn Quốc và có rất nhiều người Hàn Quốc ở đây. Bạn sẽ thấy là có những cái phố rất nhiều quán toàn từ Hàn Quốc thôi. Thành phố thì nhiều Hàn Quốc, còn Từ Sơn thì cũng nhiều Trung Quốc. Qua cái đèn xanh đèn đỏ này, đây là đường Trần Hưng Đạo các bạn. Hôm nay thời tiết nó không được đẹp lắm nhưng mà cũng khá rõ để chúng ta ngắm nhìn thành phố, cũng có thể cảm nhận được cái nét đẹp của thành phố Bắc Ninh. Mình sẽ cố gắng đi chậm để quay cho các bạn xem. Rẽ tay phải đây là đường Đấu Mã sao? Ra khu Kinh Bắc các bạn ạ. Cũng chúng ta có thể đi thẳng đến ngã 6 rẽ phải, đi đằng lứa thì người ta tượng đài Lý Thường Kiệt cũng ra được khu Đấu Mã. Hôm nay mình sẽ quay toàn bộ cái tuyến đường Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ cho các bạn xem. Hai bên thì cũng có rất nhiều cái hàng quán cũng như là các cái điểm kinh doanh. Càng gần đến khu ngã 6 thì có những cái tòa nhà cao tầng. Được sửa chữa, sửa sang lại khá là đẹp hơn so với trước. Ngày xưa đường này có giải phân cách cứng nhưng bây giờ đã bỏ, chỉ để giải phân cách mềm mạch liền. Bên tay trái đó các bạn là khu bán những cái xe máy, Thế Giới Di Động và một số cái ngân hàng. Qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ này là đến cái bên ngã 6, một trong cái ngã 6 nổi tiếng nhất của thành phố Bắc Ninh. Thì ngay cái ngã 6 bên tay phải các bạn, đây ngày xưa nó là cái bãi tha ma như bây giờ cái nghĩa trang ấy các bạn. Bây giờ nó chuyển thành cái hệ tổ hợp tòa nhà thương mại của Vincom rất là đẹp. Bên tay trái là các cái tòa nhà, các cái công ty buôn bán, thương mại, bệnh viện, ngân hàng. Bên tay phải các bạn tòa nhà cao màu trắng này,
đây là cái trung tâm thương mại Vincom, tổ hợp chung cư cao cấp Vincom đã về Bắc Ninh làm cho cái giá đất ở đây cũng là lên đáng kể, và cái bên tay trái này có những cái tòa nhà Vigacera cho thuê người Hàn Quốc cũng như cho chuyên gia thuê với giá rất là được, giá tầm trên 10 triệu một phòng mà cũng chỉ có tỷ hơn tỷ thôi, do giá thuê nó nói chung là rất là được, giá ngang với Hà Nội các bạn nhé, ngang với thủ đô này. Rẽ phải đây là đi khách sạn Phoenix International Hotel, đây là cái tổ hợp khách sạn đánh bạc Casio Resort, còn đây là mình sẽ quay cho các bạn đi ra đường Lý Thái Tổ. Đây là cái đường trục đường chính của thành phố Bắc Ninh, có hội tụ đa số các cái công ty, tổ chức nhà nước, chi cục hải quan, các sở ban ngành, bưu chính viễn thông, văn hóa, các cái cơ quan lớn, bưu điện tỉnh này cũng ở cái trục đường này đấy. Bây giờ là tầm gần 10 giờ 9 giờ 45 phút. Đường cũng khá là yên tĩnh. Giao thông mức độ cũng vừa phải. Do thời tiết hôm nay không được đẹp lắm nên sắc nét không được như ý lắm mà các bạn thông cảm. Mình đang đi hướng về khu tượng đài Lý Thái Tổ và hướng về khu trung tâm văn hóa Kinh Bắc. Bên đây phải là Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nói chung là đa số tất cả các sở ban ngành đều tập trung ở cái đường Lý Thái Tổ này các bạn. Lý Thái Tổ. Giao với đường Lý Thái Tổ và chỗ ngã tư này là đường Lê Văn Thịnh. Rồi, đèn xanh này nó đã qua, chúng ta đi tiếp. Xa xa là tượng đài Lý Thái Tổ. Tượng này cũng hơi bé. Bên trái là bảo tàng Bắc Ninh. Các bạn nhìn thấy tượng đài Lý Thái Tổ không ạ? Đấy. Đài Lý Thái Tổ bên trái các bạn này. Đó. Mình vừa đi ngang qua đây rồi. Tay cầm chiếu rơi đồ. Buổi tối đi qua đây được đèn được trang trí rất là lung linh các bạn. Đây là cái trung tâm văn hóa Kinh Bắc, nơi tổ chức các sự kiện. Mình sẽ đi một vòng các bạn xem nhé. Rất nhiều các cái tòa nhà chung cư được mọc lên như điển hình như một cái tòa chung cư trắng đằng trước kia vậy. Một thành phố rất nhỏ nhưng cái lượng xây dựng cũng như lượng tòa nhà chung cư được xây dựng rất lớn. Đây, tòa chung cư này cũng mới xây, chưa hoàn thiện, cũng khá là đẹp. Hứa hẹn sẽ là một trung tâm thương mại rất là lớn thêm cho cái tỉnh Bắc Ninh. Quay lại đường Lý Thái Tổ, đi đến thẳng khu ngã 6 và đi đến tháp đồng hồ cho các bạn xem. Có lẽ rất nhiều người xa quê sẽ không cảm nhận được cái sự thay đổi từng ngày, nhưng người ta sẽ cảm nhận được cái sự thay đổi rất lớn từ những thời điểm người ta xa quê, bởi vì Bắc Ninh luôn thay đổi từng ngày. Mỗi lần tôi đi qua đây thì đường phố cũng như khung cảnh các cái tòa nhà luôn luôn được đổi mới, và đặc biệt là các bạn đi buổi tối sẽ thấy cái nó rất là đẹp. Nhịp sống thì mức sống cũng như là cái tiềm lực kinh tế của tỉnh Bắc Ninh cũng khá mạnh, vì có điều kiện kinh tế do cái nhà máy Samsung đóng tại Yên Phong Bắc Ninh thì
các cái chuyên gia sẽ chuyển về đây ở, và một số công nhân cũng ở khu vực này, lên cái lượng đông dân và cái mức thu nhập của người lao động cũng khá cao, lên các cái hoạt động buôn bán khác đều cũng đến khá là tốt. Đấy cũng là có thể nói là một trong chính sách thu hút kinh tế cũng như thu hút cái nhà đầu tư nước ngoài đổ bộ vào, làm cho Bắc Ninh là một trong những tỉnh đóng góp GDP cao nhất, một trong 10 tỉnh đóng góp GDP cao nhất cả nước. Mặc dù là một tỉnh nhỏ được tách ra từ tỉnh Bắc Giang từ năm 97 nhưng nhờ cái chính sách kinh tế khác nên là Bắc Ninh thay ra đổi thịt rất nhanh. Đất ở khu này cũng khá là đắt, ngay như đất ở Từ Sơn cũng vậy, rất là đắt. Bắc Ninh ra thành phố Hà Nội chỉ có khoảng 30 cây thôi, nên là mọi cái hoạt động mua bán đi lại nó cũng dễ, giao thông thuận tiện. Làm giữa hai trục quốc lộ 1A cũ và quốc lộ 1A mới nên là giao thông có hai tuyến chạy hai bên, này là cái lưu lượng xe và lưu thông xe cộ cũng như là phương tiện đi qua đây rất là dễ dàng. Đây là ngã 6 các bạn. Sẽ đi tiếp với đường Lý Thái Tổ này, đi đến khu cột cờ, cột đồng hồ. Xin lỗi các bạn, cột đồng hồ. Ở bên này trái là cái chung cư của Via Glacera cho thuê rất được giá, mặc dù chỉ ngày xưa chỉ có khoảng 900 đến hơn 1 tỷ một chút, nhưng mà cho thuê cũng có thời điểm cho thuê đến 12 đến 15 triệu, bởi vì do khan hiếm cái lượng chung cư để cho các chuyên gia Hàn Quốc người nước ngoài thuê. Họ không thích ở nhà mặt đất, thích ở chung cư yên tĩnh, tách biệt, không liên quan đến người bản địa. Bên tay trái các bạn, cái tòa nhà xanh kia là tòa nhà của VNPT Bắc Ninh. Bên tay phải đây là cái đài tưởng niệm. Tiếc hôm nay trời mưa lên, hình ảnh không được sắc nét cho lắm, mong các bạn thông cảm. Tòa nhà vàng bên tay trái cao lên là tòa Wood Hotel. Hello Hotel, Wood Hotel. Khu này tập trung khá nhiều người Hàn Quốc mà. Chờ mình phải đi sau này không phải sai làn. Trời bắt đầu đục mưa lất phất. Đây, cái khu này là khu của người Hàn Quốc cũng như tập trung các cái ngân hàng lớn. Wood Hotel. Cái cột được ốp vàng. BIDV căn tường lưu. Đây, Wood Hotel bên tay phải các bạn này. Coffee Black Hair Salon. Bên trái là đối diện với Wood Hotel, đó là nhà hướng dương, cà phê phong thủy của Tabaco. Tabaco là một trong tập đoàn lớn nhất của tỉnh Bắc Ninh các bạn, chuyên sản xuất thức ăn gia súc cho gà, vịt, lợn và nuôi một số con gia súc gia cầm, cung cấp ra thị trường. Đây là cột đồng hồ giao nhau với đường Lý Thái Tổ và đường Nguyễn Trãi. Cột đồng hồ này khi quay bằng flycam thì khá là đẹp, với góc nhìn từ trên cao có thể giúp bạn một cái nhìn mới lạ về cảnh quan khu vực thành phố Bắc Ninh. Dọc tuyến đường này có được xây dựng rất rất nhiều các khách sạn, Harmony Hotel, Korean Market, The Grand Hotel, Charming Hotel, và các cái tòa nhà liên tục đang được xây dựng trên tuyến đường Lý Thái Tổ này, và tất cả đều là những cái kiến trúc hiện đại và
xây cao tầng, bởi vì diện tích đây khá hẹp, không có nhiều nên bắt buộc phải xây cao tầng. Đó là giải pháp rất là tốt và cũng không nên cấp phép cho những tòa nhà sáp tầng. Bên tay trái là Mitsubishi Dương Tuấn và Kia Dương Tuấn. Đây sẽ có khu này có Mitsubishi này, Kia này, Hyundai này. Chưa có Ford, Mazda đâu, Toyota này, các cái hãng ô tô lớn của Việt Nam thì đa số đã có mặt ở đây, trừ những hãng Mac thì không có, một số hãng đắt tiền thì không có, còn những hãng bình dân cơ bản đã có hết rồi. Như vậy có thể thấy là cái tốc độ cũng như cái nhu cầu mua xe cũng như đánh giá của các cái công ty về ô tô, người ta cũng đã phân tích và đánh giá cái thị trường Bắc Ninh rất là tiềm năng, nên có rất nhiều, mặc dù thành phố nhỏ, có rất nhiều các cái hãng xe lớn đã đặt tại đây. Ở Vindo bên đây chẳng bạn xem rất nhiều các nhà hàng Hàn Quốc lẩu lướng và các tòa nhà chung cư được mới mọc lên, cũng như các biển quảng cáo cho thuê nhà chung cư bằng tiếng Việt, tiếng Hàn Quốc. Đây cả một khu, hai bên này đều đang xây các cái chung cư cao tầng. Có thể nói là nhịp sống cũng như tốc độ phát triển khu này sẽ rất là nhanh nếu như các cái tòa nhà được mọc lên, dân cư về ở hết thì thành phố quả là rất là nhộn nhịp đông vui. Chính sách phát triển cũng rất là tốt thì mới thu hút được cái lượng chuyên gia cũng như lượng lao động từ các cái tỉnh thành khác đến làm việc tại Samsung và một số những nhà máy lớn ở đây, và họ sẽ có kinh tế thì họ sẽ ở các cái trung tâm như thành phố bên tay phải là Hyundai Bắc Ninh. Như vậy để làm cho cái thành phố mặc dù nhỏ nhưng mà diện tích thuê cũng như là giá trị sử dụng, giá trị đất là sẽ lên cao. Khu mạn này thì nó mức độ xây dựng của nó cũng thưa đi và có rất nhiều đất trống, nhưng mà mình đây bên phải là Honda Bắc Linh và bên tay trái đó là Toyota Bắc Linh. Nhà xe lớn thì cũng đã có các cái văn phòng cũng như tòa bán, cái showroom bán hàng ở đây hết. Cuối đường này một đường để trái ra quốc lộ 1A, để trái ra quốc lộ 1A, cũng phải ra quốc lộ 1A, ra quốc lộ 1 cũ. Phải là ra quốc lộ 1, còn rẽ trái là ra quốc lộ 1A, đường cao tốc ấy các bạn, đường cao tốc Bắc Giang, Hà Nội Bắc Giang. Lượng xây dựng ở đây cũng đang phát triển. Như vậy là mình đã quay và review toàn cảnh cái trục đường phố chính của thành phố Bắc Ninh cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem và vui lòng ấn đăng ký để được xem những cái video tiếp theo. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày làm việc tốt và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn nhé. See you again later. See you again.